Hello, mình lên giường thăm sự kiện mà đây. Nó đổi ở đâu? Mưa mưa gió hoài rồi, trời đã mưa nè, bão rồi. Nhưng mà dù yên, gần sau này mưa gió quá. Già rồi, gió từng bị chổi trống kia. Bùng luôn bằng heo chẳng thấy đâu nha. Bông nè. Bông bạn không có nhà sữa này, cái sữa, ủa sữa này sâu rồi ta, sâu rồi, gì cái thuốc à? Héo quá, quèo uống rồi. Ý. Bồng cái nhà
Ôn thấy không? Bao nay mình dài đường khúc rồi đó. Mấy cái này đủ để luôn nè. Tàu uống đi ông. Tàu uống đi. Quay clip đăng lên mạng nè. Quay clip đăng lên mạng nè. Mẹ tức không Phúc? Mới qua cái giới ngày đó giờ mất tiêu luôn rồi. Kéo 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 lên mà khi mình thấy sình luôn á. Hả? Thì mấy ngoài con ngay gồng mấy ngoài con đặt đó giờ á. Ừ. Kéo lên nó ngoài sình không à. Này xui. Luôn này lãi hết rồi nha. Bơi mình đâu để đó. Nhiều quá, chuẩn bị ngày ngày nữa mình tiễn á. Cái bông bông dứa luôn. Cái này nè. Tung ngoài luôn cả nhà. Bông chưa. Nắng quá. Trời ơi mà nắng quá nó không có nén. Này bông ít quá. Bông này bông sao đó. Bông này ra sao? Sữa thấy không? Mình này chơi dặn lấy phun hết rồi. Mấy này mình tỉa rồi nè. Tỉa rồi cổ còn một lần nữa. Được nhất được nhì nữa rồi. Này tinh ngọn bùng dữ lắm. Đây là cùng kinh. Cua kinh cả nhà, con kinh nè, nước lớn rồi nè. Nhà nào muốn ăn mang không? Mang tầm dông nè. Mang này thì hay luôn á. Ừ. Tại mình đồng qua sự kiện đây nè. Sát bên cho nên giờ mình phải phá phá mé này.
tái lên cả nhà, đang đang tái. Cái này tên ngọn tên nó bụng lúc chốc luôn á. Bước đọt cái ham ha, bước đọt gì mà đá ha, ồ đọt dài thấu ha, sướng là này sướng này nha, đọt này sướng tê luôn á. Ừ, hai năm mấy nè cái nha. Cái này cũng 3 năm rồi đó mà nuôi bệnh bệnh nay mới phục hồi lại. Cái này tầm tước, cái này nè, cái này ta nay nó cao chưa, cái bự mình ăn nay 7 năm rồi, năm này năm thứ 8 nè, là cho nên dưới giờ chen dưới gốc hết rồi nè, đừng ăn được mùa này mùa nữa đừng đốn, đừng cho bắt cái cây nhỏ dưới gốc có tấn lên. Nay ăn năm này lần này lần thứ 8 nè bạn. Mình làm bông ra mình làm xử bông thì ra ngon thiệt. Đủ để luôn. Mà làm tái dở lắm, làm tái rụng thường. Này rút kinh nghiệm lại. Cả nhà. Có ai ấy thì chỉ mình với, tái làm cho đậu nhiều á, không cái này mình đẩy luôn để đồng cái nhỏ sáng bên rồi tổng lượt một nha, không nữa bông này chắc có tháng gửi nó tổ hả, đâu có quay đủ thứ về mình ghép lại, quay đủ thứ hết về ghép lại rồi đăng lên lên tường hình nè, lên chứ đó, đăng như mấy hàng tupper đó. Nó tà đây này, bông đông mà thơm quá, bông thấy không, bông này mấy cái con cái này cái bọt non đáo quá. Cái này đẩy bọn sát bên đây mình đâu rồi nè, bây giờ phải đẩy luôn ăn nè, cháu ăn lâu lắm rồi, cái này ăn này 5 năm, mấy cái bự ăn 8 năm này 5 năm ăn rồi nè, ăn này 5 lần rồi nè, không nhiều không cây dựng mười mấy trái lại à, gà cũng khân luôn kìa.
Mình cũng lấy đồ cả nhà, mình tổng giờ mình xem lại hết, lấy lứa mẫu này mới bông mới gà, cái là trước cái sau cái này yếu rồi. Không. Cái này ra hơi yếu, mới gà bút bút cái này không được. Mình đi uống tà nha. Mình ghé nhà chú mình uống tà. Yên tơ quá. Ăn 5 năm mấy cái này. Nhỏ ăn 5 năm. Mấy cái này nay ăn lần này năm thứ 8 nè, cái gươm của lá vẫn còn quá. Cây được cái không? Hai năm mấy ba năm nè, này toàn là bự không à, cái bự không à, bự tôi ấy đỏ hết đâu rồi. Đúng đỏ đâu cả nhà. Mình đồng cái con này thứ tư nè. Video mình tới đây xin kết thúc cái nhà, các bạn nào thấy khoái thì clip mình nhấn like ủng hộ mình cho mình có động lực để mình làm tiếp những video khác. Nhưng cái nhà. Bye bye, chào.